Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái vàng mã vàng cắt cỏ trục băm với cái kích thước lớn là 1m8 nha các bạn nha. Thì các bạn thấy không, cái vàng cắt cỏ này á thì có nhiều anh em thì nói muốn xem cái mẫu đồ để tự chế choát rồi ha. Thì cái này á thì thật sự ra mà nói với anh em là được cái mẫu của nó được vẽ từ một cái vàng cắt cỏ trục băm nhập khẩu là của Ý đó, vẽ từng chi tiết, sau đó là bắt đầu là đo tất cả các cái độ phân chia dao của người ta, họ phân chia như thế nào về là mình phân chia y chang vậy. Thì nói chung thì cũng không có bỏ sót một cái điểm nào hết ha. Nhưng mà cái vàng này nó quan trọng nhất á là cái mở độ rung. Nó không phải như vàng sới, với vàng sới đất á thì các bạn chạy chỉ có là 800 tua thôi. Nhưng mà với cái vàng này á là nó chạy tới 3000 tua. Thành thử ra cái độ rung của nó dễ sợ lắm. Có nhiều người ta chế, người ta đâu biết, người ta thấy cái vậy thì cứ đút dao vô thôi. Cứ ăn cắp nhìn kiểu y như vậy rồi hàng ra rồi bắt đầu đút dao vô, bỏ dao vô chạy, nó rung banh luôn cái vàng luôn. Đó, không phải đơn giản đâu ha. Thì nói chung là bản vẽ là y mẫu là của Ý ha. Thì ở đây thì các bạn thấy cái vàng 1m8 á thì nó khác với lại cái mà cái nó khác với lại cái mà một từ 8 tấc đến 1m2 1m4 ha. Từ 1m6 cho lên là tại ụ lớn này các bạn nha. Ụ lớn thì cái giá thành nó sẽ cao hơn là cái ụ nhỏ. Tất cả thí dụ cốt láp đồ ra nó cũng lớn nè. Rồi bu ly để tăng tốc nè. Đó, và xài 3 sợi dây cora ha. 3 dây cora. Đây là tăng đưa. Đó, cái ụ các bạn thấy không? Ụ lớn nè. Khi mà mình quay với cái chiều như vậy á thì nó có con chó. Cái ụ này là ụ của Nhật các bạn nha. Cái ống hút này là mình chỉ có tháp thêm cái đoạn này thôi nè. Đó, thì ở đây là nó có con chó trong đó. Khi mà cái vàng sới có nghĩa là dưới này cái rờ tua của nó rất là nhanh. Nếu mà thí dụ như các bạn mà con chó mà nó không hoạt động á, thí dụ như xài mình direct á, thì khi mà nó hết tua rồi nó đánh nó sẽ làm cho bể hộp số máy cày luôn. Như 1m8 này thì máy cày là nó khoảng trên 3000 mới chạy được, kéo được nổi nó nha các bạn nha. Nổi cái vàng này không là phải là nằm khoảng 400 kg lô sắt à, 400 kg. Đó, thành thử ra là những cái mà phát cỏ trục băm thì sử dụng những cái máy lớn, những cái máy công suất thí dụ như là từ 1800 trở lên. Nó nhỏ quá, thí dụ như 1500 đồ cũng chạy được, nhưng mà chạy 8 tấc nhưng mà nó chưa tới 8 tấc à, 8 tấc, 6 tấc, 8 tấc. Nhưng mà chạy mấy đó nó yếu lắm, còn mấy cái B5000 đồ không chạy được đâu, B5000, 6000 đồ không chạy được đâu. Đó, thì như mà cái giá chuẩn luôn á của cái mà 1m4 á thì nó giá chuẩn là 29 triệu. Rồi nó xuống thì mà coi với giá thành bữa nay á là có luôn láp dọc á, có luôn cái láp dọc là 29 triệu, vàng 1m4, vàng 1m2 là 28,5 triệu. Rồi vàng 1 vàng, nói chung mỗi cái xuống là cứ 20 thân là cách nhau 500.000 là người ta trừ tiền sắt này ra nè các bạn nè. Bây giờ giá thành sắt nó rẻ. Hồi xưa giá sắt nó cao thì người ta trừ tới 1 triệu, nhưng mà giờ giá sắt nó rẻ, trừ khoảng còn khoảng 500 thôi. Đó, người ta trừ cái độ sắt, cái sắt đi thôi, chứ còn về cái mà cái đồ thì nó không y nhau. Nhưng mà cái vàng 1m8 thì cái ụ kia là nó rất mắc.
ủng lớn nó rất mắc, thành thử ra là nó sẽ chênh lệch với cái giá của vàng mắc tư rất là nhiều các bạn nha. Rồi bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo ha, số điện thoại trong phần mô tả video. Đang ráp hả cháu? Vô ráp đi. Cái đầu này mình không xỏ chốt phải không? Dạ, đầu này là ăn tán ngược. Ăn tán ngược khi mình xiết vô á. À. Mình càng quay nó càng xiết. À. Đó. Thì có mình xỏ chốt ở đây nè. Ủa con này là ăn tán xuôi hả hay dạ, tán ngược? Rồi. Dạ đúng rồi, tại vì mình theo cái chiều của nó. À là ý là khi mà nó chạy dạ, mà nó chạy ở cái chế độ mà chế độ nhã dạ, là nó nếu mà mình xài răng xuôi dạ, nó răng ngược là nó sẽ tụt ra. Dạ đúng rồi, đây nó là quay chiều này nè. À. Đó, quay chiều này là nó siết vô. Dạ đúng rồi, siết vô tại vì mình canh rồi, chứ mình quay nếu mà mình không canh á là nó chạy là nó sẽ bị quay ra. À thằng này nó sẽ quay ra. Đúng rồi. Tại vì này có tải đúng không? Dạ. Thằng này là chịu tải. Dạ đúng rồi. À này chịu tải thì này có tải, nếu mà khi mà nó quay á à, là nó siết vô. À nó quay là siết vô. Càng quay càng siết vô. À mình theo kiểu của nước ngoài thôi vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ý kiểu của nước ngoài. Khi nó quay là nó sẽ ra bu ly luôn. À ra bu ly luôn. Dạ, à. Khi nó chạy chiều nào? Nó chạy chiều này chứ? Chiều này dạ. Không ngược lại chứ? Dạ đúng rồi. Nó chạy chiều ngược lại như vậy là nó siết bu ly vô nè. Dạ. Là nó đánh cỏ văng ra sao nè. Dạ, nếu mà những cái máy nào mà có hộp số mà có số sới ngược là không chạy được đúng không? À. À nó đánh văng ra đây. Nhưng mà ở đây là mình xỏ cái chốt ngay đây hả? Dạ. Xỏ chốt ngay đây chỉ để nó khỏi có bung tán ra thôi chứ còn. Dạ đúng rồi. Mình có cho em thêm lốc đền gì không? Dạ không, tại vì đây là nó cứng lắm rồi, mình siết vô là nó cố định rồi. À. Dạ. Cái trường hợp mà mình bị bung cái này ra có người bị bung mà cháu? Dạ đúng rồi. Nhiều khi nó bị muốn cây hoặc đá. À. Nó giật mạnh quá. Nó bung rồi siết vô sao? Dạ. Dễ siết không? Dạ, dễ. À. Mình chỉ cần mua cái con tán, cái bu ly này cũng siết ốc luôn chứ? Dạ, hay là xài rơn hiên? Dạ bu ly này là mình tiện răng. Còn cái này xài rơn hiên không? Dạ tất cả là đều răng hết luôn. Răng hết luôn hả? Đúng rồi. À. Cho nên là nó sẽ cứng á. À. Nó không bị chuột ra được. Răng hết nhưng mà bên này thì răng xuôi. Dạ, bên kia răng ngược rồi chạy nó bung ra sao ta? Dạ không bung rồi. À. Không bung được. À vậy hả? À. Mình làm thế kiểu. Ý chang của ý luôn. Dạ đúng rồi. Không khác một tí. Cái này mà làm không đúng nó nhảy ghê lắm. Có mấy anh á. Có mấy anh đòi chế cái vàng sới á. Chế ráp vô để làm mắc cỏ chục băm mua dao vậy để gắn vô. Làm như chuyện đùa. Cái vàng mã vàng mã 8 này nó lớn lên nó nhiều cái quá ha. Dạ. Kể cả cây sắt đồ này nó cũng nó tăng cường thêm cây sắt này. Còn cái vàng mét tư đâu có xài cây sắt tăng cường này. Dạ, đúng không? Tại vì khi càng dài là cái độ à, nó vàng nó lớn. À, đồ vàng nó lớn. Cái này cũng lớn luôn. Cái này là tăng lớn luôn. À cái ống nó tăng lớn luôn. Kệ sắt thép đồ lên ký hết. Dạ, ồ. Ụ lớn. Ụ lớn. Tăng cường đó, đời này mình xài bánh xe lớn không? Dạ, vẫn ở trong thì chụp. Ống lăn sớ lớn không? Dạ, vẫn nó vẫn một cỡ luôn. À, ống lăn bình thường. Dạ, à. Ôi dạ. Rồi, được rồi.